Ok, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta quay trở lại với kênh Hòn Tuyết Lan Investment. Thì phải nói là trong những cái phiên giao dịch gần đây thì thị trường nó có những cái diễn biến phải nói là tương đối là khó chịu và cái biên độ dao động của nó cực kỳ lớn, đặc biệt là về mặt chỉ số cũng như là các cái cổ phiếu. Chúng ta thấy là trong phiên ngày hôm nay biến động giảm 7% sau đó kéo lại xanh, thì chúng ta thấy là nó liên tục dao động như vậy. Và chúng ta để ý cái thị trường phái sinh thì chúng ta thấy là những cái cây mà tăng đúng không ạ, chỉ cần một giây thôi thì nó tăng từ 5 đến 7 điểm và nó giảm 5 7 điểm, thì chúng ta thấy là cái hợp đồng phái sinh ngày hôm nay cũng rất là lớn, 400 đúng không ạ. Thì cái việc thị trường nó phục vụ cho những cái phiên phái sinh như thế này thì chúng ta thấy là nó phụ thuộc vào các cái đội tự doanh họ long short với nhau, thì nó ảnh hưởng đến cái điểm số thị trường rất là nhiều. Và khi mà thị trường nó có những cái biến động như vậy thì nhiều anh chị em chúng ta rất là gì, chúng ta không không chúng ta thấy là rất là khó chịu và chúng ta cảm giác là không hiểu đúng không ạ, không hiểu tại sao thị trường lại như vậy, và chúng ta cảm giác là chúng ta lo lắng với những cái phiên giảm đột ngột như là thứ sáu và phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay, cũng cho những cái yếu tố khiến anh chị em chúng ta rất là bối rối đúng không ạ, chúng ta không biết như thế nào đúng không ạ. Thì ngày hôm nay Hoàng Lê Hoàng phân tích những cái yếu tố vĩ mô cũng như là nhắc lại những cái lý do tại sao thị trường nó lại giảm ở hôm thứ sáu, và hiện tại các cái hành động của chúng ta nên làm gì để nó đạt được cái hiệu quả nhất. Và tiếp theo Hoàng sẽ đi sâu vào cái thị trường Hoàng phân tích ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay để anh chị em có thêm những cái góc nhìn, chúng ta tổng hợp lại, từ đó là chúng ta định hình được cái xu hướng sắp tới đúng không ạ. Thì trong cái video trước thì Hoàng đã giải thích cho anh chị em một số những yếu tố tại sao thị trường lại giảm rồi, thì ngày hôm nay Hoàng sẽ nhắc lại. Thì chúng ta thấy là thị trường có một cái cú mà bị tăng đúng không ạ, từ giai đoạn tháng 4 đến bây giờ, và chúng ta thấy là chưa có một cái sóng điều chỉnh nào. Thì cái phiên thứ sáu thì thị trường nó hình thành một cái sóng điều chỉnh đúng không ạ. Chúng ta biết là thị trường tăng, xu hướng tăng thì luôn có những cái xu hướng điều chỉnh đúng không ạ. Thì chúng ta thấy là khi mà có những cái xu hướng điều chỉnh như thế này thì chúng ta thấy là cái yếu tố như vậy thì nó hút được cái dòng tiền mới, và bất kể cái thị trường tài chính nào, từ forex, trái phiếu, thì có tăng thì nó sẽ có điều chỉnh sau nó mới tăng trở lại được, nó gọi là sóng sau xô sóng trước đúng không ạ. Thì bất kể thị trường nào cũng như vậy, thì đây là những yếu tố tương đối là bình thường, nó là về mặt kỹ thuật. Yếu tố thứ hai thì chúng ta thấy là trong giai đoạn vừa qua thì các cái đội đúng không ạ, chúng ta biết là trong năm 2022 thì đa số các cái đội họ mất tiền rất là nhiều đúng không ạ, và các cái cổ phiếu đúng không ạ bị thắt chặt vay rất là nhiều, thì họ bước sang một giai đoạn đoạn này là họ vay kho, họ đánh rất là nhiều. Nếu anh chị em chúng ta để ý thì các cái đội họ vay kho đánh rất là nhiều, và khi mà vay kho như vậy đúng không ạ, thì cái áp lực margin nó sẽ tương đối lớn. Thì những cái cú mà loại bỏ margin như thế này thì nó sẽ khiến cho các cái đội kho họ cháy và bắt buộc họ phải xử lý các cái tài khoản, thì nó gây ra một cái tình trạng giảm mạnh đúng không ạ, giảm mạnh nhưng mà hồi sẽ mạnh đúng không ạ. Thì chúng ta thấy là với cái cú giảm như thế này thì nó cũng phù hợp cho giảm cái độ nóng thị trường, bởi các cái đội họ vay margin, họ vay kho đánh rất là nhiều. Các công ty chứng khoán hiện tại cho vay margin thì chúng ta thấy là ngoài công ty chứng khoán ra thì các cái đội kho cũng rất là nhiều, bởi vì nhà đầu tư bị lỗ năm 2022 thì họ đang có những cái xu hướng là muốn vay thêm, đánh thật nhanh để lấy lại cái nguồn vốn. Và chúng ta thấy là do như vậy thị trường mới có những cái cú sập mạnh đúng không ạ. Cái này là tạo lập, họ cố tình họ đạp để các cái đội kho họ cháy, và khi cháy xong rồi thì thị trường nó sẽ lên bình vững thôi đúng không ạ. Đấy là những cái yếu tố đương nhiên đương nhiên. Và chúng ta để ý là cái yếu tố thứ ba mà cái cú chỉnh vừa rồi hôm thứ sáu thì nó cũng phù hợp cho cái yếu tố vĩ mô. Vĩ mô là ở đây là gì, đó về mặt tỷ giá thì chúng ta thấy là tuần trước thì tỷ giá có một cái đợt tăng đúng không ạ, đợt tăng rất là lớn đúng không ạ, lên gần 24.000, thì chúng ta thấy là nó đã tạo đỉnh tuần trước rồi. Thì cái cú giảm của thị trường thì nó cũng phản ánh cái yếu tố vĩ mô, đó là về mặt tỷ giá tăng đúng không ạ. Tỷ giá tăng thì chúng ta hiểu là do Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất và Fed tiếp tục tăng lãi suất, thì nó có cái sự chênh lệch tỷ giá nó tăng như thế này, thì chúng ta thấy là đây là những cái cú điều chỉnh theo cái mặt vĩ mô. Cùng với đó thì chúng ta thấy là điều chỉnh theo các cái thị trường tài chính chung như là Trung Quốc, Mỹ trong tuần vừa rồi nó cũng có cái sự điều chỉnh, thì Việt Nam đi theo là cái điều đương nhiên. Đấy là những cái lý do tại sao chúng ta thấy là thị trường có những cái phiên điều chỉnh như vậy. Còn để phân tích cốt lõi thì thị trường nó tạo thành bear market hay chưa thì nó có hai cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải hiểu là chúng ta phải dựa vào các cái cốt lõi. Cốt lõi ở đây là gì? Đó là Việt Nam vẫn giảm lãi suất rất là nhiều. Việt Nam sắp tới sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Bởi vì sao? Chúng ta phải hiểu là chúng ta phải dựa vào cái GDP. Chính phủ muốn đạt được cái GDP thì bắt buộc họ phải bơm tiền thôi, đúng không ạ? Bơm tiền là hạ lãi suất thôi. Thì chúng ta thấy là khi mà họ lãi suất như vậy
thì cái dòng tiền nó sẽ chảy vào các cái thị trường tài chính và bất động sản. Bất động sản thì thường nó sẽ chạy theo thị trường chứng khoán khoảng 3-4 tháng, đúng không ạ? 3-4 tháng. Thì chúng ta thấy là đấy là những cái yếu tố mà nó hỗ trợ cái dòng tiền cho thị trường. Bởi vì chúng ta phải hiểu là thị trường tài chính, cái yếu tố quan trọng nhất đó là thanh khoản dòng tiền. Có thanh khoản, có dòng tiền thì thị trường nó sẽ tiếp tục nó lên. Đấy là những cái cốt lõi của cái thị trường tài chính. Và chúng ta thấy là khi mà bơm tiền như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là tiền nó sẽ tiếp tục nó vô các cái kênh này. Thì đấy là cái dòng nợ cho cái thị trường hiện tại. Và chúng ta nhìn vào cái thị trường ở bên trong, có nghĩa là nhìn vào thị trường chứng khoán, thì chúng ta thấy là trong những cái phiên giao dịch gần đây thì cái yếu tố dòng tiền nó duy trì tương đối là ổn định và rất là cao, khoảng 20 đến 22.000 tỷ mỗi phiên. Thì với cái việc mà dòng tiền duy trì như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Là dòng tiền vẫn tồn tại trong thị trường. Và dòng tiền vẫn tồn tại trong thị trường thì thị trường nó sẽ chưa trở thành một thị trường bear market được. Đúng không ạ? Thì đây là những cái cú giảm điều chỉnh theo cái mặt tăng giá, đúng không ạ? Nếu chúng ta đo sóng Elliott thì nó nằm ở sóng 2, đúng không ạ? Sóng 2, sóng điều chỉnh. Thì cái này là điều đương nhiên của bất cứ một cái thị trường nào. Đấy là những cái yếu tố mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Còn về mặt yếu tố vĩ mô ở đây chúng ta để ý là gì? Chúng ta để ý về mặt tỷ giá. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất. Mà Fed sắp tới nếu mà tiếp tục tăng lãi suất thì chúng ta sẽ cố có cái sự tỷ giá nó tăng. Và khi tỷ giá tăng như vậy thì thị trường tài chính nó sẽ có nhiều các cái biến động, nó giảm mạnh, nó sập như vừa rồi. Thì những yếu tố này nó chưa tới thì chúng ta phải chờ. Yếu tố này phải rất là lâu, đúng không ạ? Thì chúng ta chú ý những yếu tố này, nhưng mà hiện tại nó chưa tới. Thì chúng ta thấy là cú này là cái cú điều chỉnh bình thường thôi. Đấy là Hoàng phân tích các yếu tố lý do cũng như là một số những yếu tố vĩ mô cho anh chị em nhà đầu tư. Còn về mặt phân tích kỹ thuật thì Hoàng đã nói rồi, đúng không ạ? Cái mốc mà 1150 là cái mốc mà trong giai đoạn trước đó đã kết nối lại cái trend tăng trung hạn và dài hạn. Thì cái việc nó quay trở lại nó test cái điểm này là cái điều hết sức bình thường. Và chúng ta thấy là sau khi test ngày hôm nay, điểm thấp nhất mà thị trường đạt về là 1150 thì chúng ta thấy là nó cũng có cái sự bật trở lại. Và với cái việc bật trở lại ngày hôm nay là một cái phiên mà hàng về T2.5 nữa, thì nó sẽ giúp cho thị trường về mặt tâm lý nó sẽ ổn định hơn. Và cái kịch bản thị trường đẹp nhất hiện tại mà Hoàng đưa ra ở đây là gì? Là thị trường nó cứ nằm ở đây đã, đúng không ạ? Đừng có lên ngay, đúng không ạ? Thị trường nó cứ dao động nằm ở đây đã thì thị trường nó sẽ rất là ổn. Thì phiên ngày hôm nay Hoàng đánh giá là với cái việc hàng về như vậy mà không có áp lực bán quá lớn cũng như các yếu tố, thì Hoàng nghĩ là cái sóng chỉnh này thì nó đã có một cái đáy đầu tiên ở ngày hôm nay 22 tháng 8, đúng không ạ? Thì anh chị em chúng ta thấy là trong giai đoạn sắp tới thì việc thị trường tạo đáy 2 hay là hình chữ V thì nó sẽ tùy thuộc vào cái bối cảnh thị trường. Bối cảnh thị trường ở đây là gì? Nếu như không có nhiều các cái thông tin hỗ trợ tốt cho thị trường nó sẽ quay trở lại đáy 2, đúng không ạ? Hoặc là đi ngang ở đây vùng đáy 1150 cộng trừ thì nó sẽ tương đối đẹp. Còn nếu như mà không có các cái yếu tố gì hỗ trợ cho thị trường mà thị trường nó cứ lên thì đương nhiên là nó sẽ tạo thành một cái đáy 2 ở trong cái giai đoạn sắp tới. Thì anh chị em chúng ta chú ý cái điều này. Và khi mà chúng ta nhìn được các cái kịch bản này xảy ra thì chúng ta hành động như thế nào? Thứ nhất là về các vị thế mà trong giai đoạn vừa qua anh chị em chúng ta, đúng không ạ, sử dụng margin thì đương nhiên là chúng ta phải bán rồi, đúng không ạ? Cái bài toán ở đây quan trọng là bài toán quản trị rủi ro. Và cái yếu tố margin thì Hoàng đã nhắc rất nhiều trong những cái giai đoạn rất là lâu rồi. Có nghĩa là chúng ta hiểu là thị trường càng lên cao thì chúng ta phải hạ cái margin về không, đúng không ạ? Trong những cái room khách hàng hay là những cái room cộng đồng hoặc là trên những video YouTube Hoàng đã nói rất nhiều về các vấn đề này rồi. Bởi vì chúng ta thấy là nếu chúng ta sử dụng margin thì chúng ta phải sử dụng ở những cái vùng dưới, vùng nền như thế này. Khi mà chỉ số thị trường vẫn chưa quá nóng thì chúng ta mới sử dụng được. Ở khi mà đã lên cao rồi, đúng không ạ, thì cái yếu tố margin thì chúng ta phải hạ về không. Nếu như anh chị em chúng ta cho dù mua dưới đáy, đúng không ạ, chúng ta mua dưới vùng này mà càng lên cao, cái lòng tham của chúng ta lại sử dụng margin thì hầu như là nó chỉ cần chỉnh 1-2 cây là anh chị em mất hết lãi rồi, đúng không ạ? Còn những anh chị em nào mà chúng ta cứ lì, chúng ta mua từ những cái vùng dưới và lên đây chúng ta không tham lam, không sử dụng margin thì hầu như là trong những cái cú chỉnh vừa rồi chúng ta chỉ giảm lãi mà thôi, chứ rất khó để thua lỗ. Đấy là những cái yếu tố mà anh chị em chúng ta cần rút ra cái bài học và chúng ta cần ghi chép trở lại, đúng không ạ? Đấy là những cái bài học mà chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều từ những cái cú sập rồi, đúng không ạ? Chỉ cần 1-2 phiên giảm, đúng không ạ, thì chúng ta thấy là toàn bộ cái lãi chúng ta bay hết. Bản thân Hoàng ngày trong giai đoạn trước thì hầu như là chúng ta thấy là hầu như là vận lại, đúng không ạ? Chỉ là mình không xem tài khoản thôi, những cái phiên tăng mình không xem tài khoản, đặc biệt là các cái cổ phiếu như là Phát Đạt nó tăng mình không xem tài khoản. Bởi vì sao? Xem thì phải nói là
là mình sẽ bị cái tâm lý ngay, đúng không ạ? Ví dụ là chúng ta xem trong phiên thì ví dụ là tăng trần là chúng ta xem rồi, khi mà giảm này chúng ta bật ra thì chúng ta thấy là bỗng nhiên tài khoản chúng ta lại giảm đi, nhưng thật ra là chúng ta phải so với cái tài khoản giảm mua lúc đầu thì lúc đấy tâm lý chúng ta mới ổn được, đúng không ạ? Còn chúng ta so với cái việc mà mở đỉnh, đúng không ạ? Cái này giống như chúng ta so việc với cổ phiếu đỉnh á, chúng ta so cái điểm cao nhất để chúng ta lấy cái NAV ở đỉnh, chúng ta so với cái giá cổ phiếu điều chỉnh, đúng không ạ? Thì điều này là không nên, và nó sẽ chả giải quyết được vấn đề gì, đúng không ạ? Nó chỉ tạo cho chúng ta một cái tâm lý bất ổn mà thôi. Ok, thì với việc hiện tại và thị trường thì nó đã tạo một cái đáy ở đây rồi, và theo những kịch bản như vậy thì anh chị em chúng ta nếu mà đang sử dụng margin thì tuyệt đối là chúng ta nên quản trị rủi ro, bởi vì các cái cổ phiếu nó sẽ hồi về những cái điểm đứt gãy của nó, thì anh chị em chúng ta canh, chúng ta chốt, đúng không ạ? Còn ngày hôm nay thì những anh chị em nào cầm tiền thì Hoài Thị Hoàng cũng đã là tư vấn cho anh chị em là chúng ta mua một ít, đúng không ạ? Chúng ta mua một ít các cái cổ phiếu. Đây, để Hoài kéo lại đây. Đây, nhiều anh chị dự kiến này, buổi trưa Hoàng đã nói rồi, dự kiến tạo đến 1 vào 1:09 rồi. Hoàng cũng kêu anh chị em là chúng ta cứ mua thêm ít, đúng không ạ? Đây, anh chị em chúng ta thấy đây. Đúng không? Còn cái việc là thị trường thì cầm tiền mà có những cái cú giảm mạnh như thế này, đương nhiên là chúng ta phải mua một ít rồi, đúng không ạ? Đây, anh em nào full tiền, Hoàng đã nói từ giai đoạn buổi chiều rồi, anh em nào full tiền nên mua ít các cổ bánh trứng thép, đúng không ạ? Bởi vì những cái phiên giảm 20 điểm mà các cái cổ phiếu giảm khoảng 17-20% rồi thì anh chị em cầm tiền là cơ hội quá tốt để chúng ta vào, đúng không ạ? Bởi vì vị thế chúng ta mua phải nói là tương đối đẹp và rất khó để chúng ta thua, đúng không ạ? Đấy là những cái tổng quan cho chị em ngày hôm nay mà đã tư vấn. Ok, tóm lại là các yếu tố vĩ mô thị trường anh chị em chúng ta cần nắm. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái tổng quan thị trường thì các cái cổ phiếu tăng giảm nó vẫn tương đồng với nhau. Ví dụ ngày hôm qua các cái cổ phiếu vốn hóa lớn nó giữ nhịp, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là các cái cổ phiếu midcap nó lại hồi trở lại. Thì đây là cái sự vận động đương nhiên của thị trường ở trong những cái nhịp hồi. Chúng ta thấy là đặc biệt là có những cái cổ phiếu ngày hôm nay tăng rất là mạnh, 5-6%, đúng không ạ? Đặc biệt là dòng chứng khoán ngày hôm nay chúng ta thấy hồi rất là mạnh, ví như là SSI này, thì SSI với cái việc mà sau phiên cao trào mua ngày 17 tháng 8 thì ngày hôm nay phục hồi trở lại, thì Hoàng nghĩ là SSI rất là mạnh, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cây lừa thì chúng ta thấy là nó đã chết trong hai phiên giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay rồi, ngày hôm qua và ngày hôm nay rồi, chứ không ngày hôm nay nó không kéo lại như vậy đâu, đúng không ạ? Thì những cái cổ phiếu này Hoàng nghĩ là vẫn rất là khỏe, đúng không ạ? Rất là khỏe thì anh chị em cứ cầm, đúng không ạ? Chứng khoán thì Hoàng đã nói với chị em về SSI rồi, nó có cái dư địa cho vay mặt gì, đúng không ạ? Cao. Ok, thì đấy là về mặt thị trường, ngày hôm nay Hoàng nói tổng quan về thị trường thế thôi. Còn sắp tới thì nó sẽ phân hóa các cái cổ phiếu, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tập trung các cái cổ phiếu cơ bản, bởi vì sau khi mà thị trường sập, đúng không ạ? Thì chúng ta phải hiểu là nó sẽ có những cái phiên rung lắc và sau đó thị trường nó phân hóa. Phân hóa thì các cái cổ phiếu mà hết câu chuyện thì nó sẽ đứng trở lại. Và Hoàng đang quan sát những cái câu chuyện như vậy, đúng không ạ? Để chúng ta xác định được cái dòng tiền mới. Còn chúng ta nói về cái dòng tiền đầu cơ thôi. Còn các cái cổ phiếu mà có cái cơ bản cũng như là các cái doanh nghiệp sản xuất thì Hoàng nghĩ là giảm thì nó cũng sẽ tiếp tục nó đi lên. Còn những cái câu chuyện đầu cơ ở cổ phiếu Penny thì anh chị em chúng ta phải nên cẩn trọng. Bởi vì sau những cái cú sập thì dòng tiền nó sẽ rất khó để nó hút được các cái cổ phiếu đấy. Ok, thì ngày hôm nay video đến đây kết thúc. Chúc anh chị em có một cái buổi chiều thật vui vẻ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.